Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Quà tặng cuộc sống. Thưa quý vị, theo quan điểm của nhân tướng học, thông qua các bộ phận trên cơ thể, chúng ta có thể toán biết được nhiều điều về vận số con người. Theo quan niệm của nhân tướng học, chín bộ phận sau đây của con người càng to thì vận mệnh càng giàu sang phú quý. Thứ nhất, trán cao và rộng. Trong nhân tướng học, phần trán thể hiện sự may mắn do trời định. Người có trán cao hơi cong tròn, thậm chí hơi nhô ra là tiềm năng cho sự giàu có. Nó cũng cho thấy bạn sẽ sớm ổn định sự nghiệp, có quyền thế và quyền lực. Đây được coi là một chỉ số đáng tin cậy trong 8 yếu tố trên. Khuôn mặt tiết lộ được sự giàu sang, nếu như phái nữ có trán cao nhẵn và rộng thì rất có thể sẽ được gả vào nhà giàu có. Người có trán cao rất tài hoa và tương đối thông minh, trán nhẵn và rộng thể hiện sự phóng khoáng cao quý. Những người có tướng mạo như vậy rất hợp với cuộc sống trong một gia đình quyền quý. Họ có khả năng ứng phó với các quy tắc mà không thất lễ với mọi người trong gia đình. Đàn ông trán rộng và nhẵn thì có tuổi thọ cao, cuộc sống bình yên không cần phải trải qua nhiều sóng gió. Những người đàn ông có trán vuông vức rất trọng thực tế. Nếu trán vuông cao và rộng báo hiệu một tương lai chủ nhân sẽ là một doanh nhân thành đạt và có số đào hoa thiên bẩm. Thứ hai, cằm tròn đầy. Cằm tròn to nhưng cân đối, hài hòa với khuôn mặt là nét quý tướng. Người sở hữu đặc điểm này thường rất bao dung, có lòng vị tha nên dễ dàng giành được tình cảm của người thân bạn bè, được đồng nghiệp yêu mến, cấp trên tin tưởng. Ở tuổi trung niên, chắc chắn họ sẽ có được chỗ đứng, địa vị cao trong xã hội, ít nhất cũng phải trở thành lãnh đạo của cả 100 nhân viên. Càng tới những năm về sau thì sự nghiệp lại càng thăng hoa và phát triển. Nếu như dám mạnh dạn khai phá cái mới, vượt qua khỏi giới hạn an toàn, sẵn sàng đánh đổi thì chắc chắn họ sẽ còn thành công nhiều hơn nữa. Người sở hữu cằm tròn đầy thường rất bao dung, có lòng vị tha nên dễ dàng giành được tình cảm của người thân bạn bè. Nhiều người luôn mất tự tin với thân hình, mũm mĩm của mình hoặc là sợ một số bộ phận trên cơ thể quá to, thành thô nên ngại tiếp xúc với người lạ. Tuy nhiên không phải cứ điểm nào to cũng là xấu. Xếp từ khía cạnh nhân tướng học, những đặc điểm trên đây càng to lại càng nhiều tài lộc. Thứ ba, mũi cao, cánh mũi dày. Người có mũi cao nhưng cánh mũi mỏng là người thường cho mình là thanh cao và không coi ai ra gì, cho nên mối quan hệ với mọi người không được tốt mấy. Không chỉ nhân duyên gặp nhiều trắc trở mà tài vận cũng như gia vận đều rất xấu. Thế nhưng nếu như mũi cao mà cánh mũi dày thì lại là một người có phúc khí. Bởi vậy, nếu như bạn có một chóp mũi cao thì cánh mũi cũng nên dày thịt một chút. Người có mũi to tròn, nhiều thịt thường có tính cách thẳng thắn, bộc trực, có số phú quý. Họ có một cuộc đời khổ trước sướng sau, dù sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng kiểu gì rồi cũng sẽ vươn lên thành tỷ phú nhờ năng lực, bản lĩnh của chính mình, không nịnh bợ, dựa dẫm bất kỳ ai. Nếu như phụ nữ có mũi to tròn, thường sẽ kết hôn với người đàn ông giàu có, được chiều chuộng, sống sung sướng, chẳng khác gì bà hoàng. Còn nếu đó là đàn ông, họ sẽ có khả năng lãnh đạo tốt, được nhân viên tôn sùng yêu quý. Con đường sự nghiệp chỉ có đi lên chứ không bao giờ có lùi xuống. Thứ tư, khoảng cách hai đầu lông mày rộng. Cởi mở thông minh, xem tướng lông mày, đàn ông có hai đầu rộng thì tính tình sẽ cởi mở, đầu óc thông minh, tài năng xuất chúng. Họ rất tự tin vào bản thân và khả năng của mình. Dù đang nghèo khó, họ cũng không bao giờ tự tin mà luôn luôn phấn đấu để đạt được đỉnh cao của danh vọng. Cũng bởi họ thông minh nên không bao giờ cam chịu số phận. Thứ năm, lòng bàn tay đầy đặn, có tướng phú quý. Người sở hữu một bàn tay đầy đặn thường có con đường tài vận, phong phú, của cải sung túc. Thông thường, họ có một thực lực kinh tế nhất định, gia sản nhiều trong cuộc sống. Họ sẽ có một thu nhập cao và ổn định, thường không bao giờ thiếu tiền tiêu cả một đời, không phải lo lắng về tiền bạc. Thứ sáu, bàn chân to. Người có đôi bàn chân to thường sống rất thực tế, không mơ mộng hão huyền, cũng không thích nịnh bợ người khác để kiếm lợi về mình. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mọi lúc, vì thế mà được rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp quý mến. Mặc dù tuổi trẻ phải trải qua nhiều sóng gió, nhưng với chí hướng, bản lĩnh và sự mạnh mẽ,
nên từ năm 30 tuổi, họ nhanh chóng lấy lại được phong độ, gây dựng sự nghiệp thành công. Tiền bạc rủng rỉnh, tiêu còn không hết, có nhiều cơ may về đường tài lộc. Đặc biệt, nếu như phụ nữ có đôi chân to thì thường có số vượng phu. Ích tử là người biết dạy dỗ con cái, ngoan ngoãn, học hành giỏi giang và bằng sự thông minh nhạy bén. Họ luôn biết đưa ra những lời khuyên quý báu cho chồng lúc khó khăn. Nhờ vậy, cuộc sống lúc nào cũng đủ đầy, hạnh phúc. Thứ bảy, mông to. Theo quan niệm tử vi, nhân tướng học, những người có cặp mông đầy đặn tròn trịa, thông thường có tướng phú quý, tính hào phóng, độ lượng. Cuộc sống của những người có vòng mông nở nang thường khá ổn định về vật chất và suôn sẻ trong mọi công việc. Bên cạnh đó, người có mông lớn là người khéo léo, có khả năng kiếm tiền tốt, biết chiều chồng và dễ sinh ra những đứa trẻ kháu khỉnh, thông minh. Chính vì điều này mà xu thế mông to luôn được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, không phải sinh ra cũng được sở hữu đường cong trời phú này. Vậy nên ngày càng nhiều người lựa chọn phẫu thuật bộ phận này để cải thiện vóc dáng và nhân tướng cho mình. Thứ 8, khẩu tay đầy đặn. Nếu duỗi tay thẳng ra phía trước, phần khuỷu tay dường như không nhìn thấy chỗ lõm, chứng tỏ đó là một khẩu tay đầy đặn, nhiều thịt. Chủ nhân sở hữu đặc điểm này thường có đầu óc thông minh, linh hoạt, khả năng sáng tạo không ngừng và có thể gặt hái thành công một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nhược điểm của người này là làm việc nóng vội, khó kiểm soát cảm xúc nên dễ bị các yếu tố ngoại cảnh tác động và đôi khi sẽ làm hỏng chuyện. Nhưng nếu như biết cách khắc phục được điều đó thì quá trình chinh phục cuộc sống giàu sang phú quý sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Thứ 9, vai to rộng. Đương nhiên vai rộng ở nữ giới không như đàn ông, cái chính ở đây là một bờ vai đầy đặn, có da có thịt thì chắc chắn họ là những người đáng tin cậy. Các thành viên trong gia đình, từ anh chị em, chồng con đều được họ chăm sóc tận tình và là chỗ dựa vững chắc. Nhiều người cho rằng phụ nữ có vai rộng thường không đẹp. Thế nhưng đó lại là người phụ nữ thông minh có trí tuệ hơn người và không việc gì mà họ lại không thể không làm được. Muốn xem tướng một người cần phải xét trên nhiều phương diện. Nhân tướng học chia ra xem tướng mặt, xem tướng tay, xem tướng nốt ruồi, xem tướng đàn ông, xem tướng phụ nữ. Ngoài ra cũng có thuật xem tướng qua các bộ phận trên cơ thể, theo đó mà xét đoán được vận mệnh, hung cát, số phận sang hèn của con người. Năm đặc điểm mà chúng tôi sắp chia sẻ sau đây được cho là tướng mật của người nghèo khó. Mời quý vị cùng lắng nghe để biết cách đổi vận làm giàu. Đây là tướng mặt của người nghèo khó. Hãy xem để biết cách đổi vận làm giàu. Thứ nhất, sống mũi gồ, cong vẹo, lộ xương. Mũi là bộ phận tượng trưng cho năng lực cá nhân và khả năng nhận thức của một người. Xem tướng khuôn mặt, người mà mũi nhọn, gầy lộ xương thì cả cuộc đời cô độc, tính tình cao ngạo nên rất khó hợp tác với người khác. Cũng khắt khe khó tính, là ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình nên ai nấy đều xa lánh. Người có sống mũi cong vẹo, không thẳng, nó lên tính tình cổ quái, cách đối nhân xử thế cũng khác với người thường, thích nổi bật hay thể hiện trước mặt cấp trên, song lại có phần vô lý, hung hăng và dễ gây ấn tượng xấu trong nhân tướng học. Mũi là cung tài bạch, vì thế mà người có tướng mũi xấu thì đường tài lộc cũng khó mà phát đạt. Người mà có mũi gồ lộ, xương lại cong vẹo, không thẳng thì tài phận cả đời chẳng mấy tốt đẹp, cần phải có quý nhân hỗ trợ mới có thể nâng cao vận trình. Thứ hai, mày rộng, mắt sâu, lông mày hỗn loạn. Lông mày còn được gọi là cung huynh đệ, tượng trưng cho khả năng giao tiếp hợp tác, kết bạn của một người. Người sinh ra đã có cặp lông mày rộng, đường lông mày không rõ ràng, lông mày hỗn loạn, lại có thêm cặp mắt hung dữ, thì theo nhân tướng học, đó là tướng mặt của một người nghèo khó. Sở dĩ nói như vậy, bởi vì người này làm việc lúc nào cũng đơn thương độc mã, chẳng thể hợp tác cùng ai. Họ nông nổi và bốc đồng, không cân nhắc xem xét kỹ hậu quả hành động của mình, cũng chẳng hề ngần ngại mà phản bội bạn bè, hãm hại người khác. Có lúc đó là hành động chủ đích, song cũng lại có lúc là do họ thiếu suy nghĩ mà chẳng hề để tâm đến những việc đó. Chẳng thế mà cổ nhân xét tướng số lại nói đây là tướng hại người và hại cả thân mình. Cuối đời đều bị bạn bè xa lánh, ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè. Người này chẳng biết đến lý lẽ, đó
nên lúc nào cũng băn khoăn tại sao mình chẳng mấy khi được anh em, bạn bè giúp đỡ. Tướng lông mày không tốt nên họ cũng không có quý nhân phù trợ. Muốn làm nên cơ nghiệp là chuyện cực kỳ khó khăn, cũng không cần phải nói xa xôi đến cả tiền sinh hoạt bình thường. Thôi thì có khi người này cũng phải giật gấu vá vai. Thứ ba, lông mày che khuất ấn đường. Ấn đường là nơi tượng trưng cho hoài bão của một người có thực sự được hay không. Ấn đường nên thoáng đãng, có phấn nhô lên rất kỹ. Ấn đường có nhiều nếp nhăn hay bị lông mày che khuất. Người mà ấn đường bị lông mày che khuất sẽ tạo cảm giác ấn đường nhỏ hẹp, khiến cho lòng dạ cũng trở nên hẹp hòi, chẳng dám ước mơ cao xa. Họ lúc nào cũng rơi vào cảnh thiếu thốn, tiền tài, bởi vận tài lộc chẳng có là bao. Cả đời có làm nên chuyện gì to tát, cho dù bản thân có nhiều tham vọng, cũng chẳng thể biến chúng thành hiện thực, mà chỉ đành than thân, trách phận, số kiếp kém may mắn mà thôi. Thứ tư, miệng to, môi mỏng, khóe miệng trễ xuống, xem tướng người nghèo khó. Nếu như ai mà miệng to nhưng môi lại mỏng thì dục vọng nhiều, xong lại thiếu lòng đồng cảm, hay nói lời cay nghiệt phê phán người khác không thương tiếc ngay trước mặt, sau lưng thì thích buôn chuyện bàn tán về chuyện riêng tư của người khác và không được ai quý mến. Thêm vào đó, nếu như người này khóe miệng trễ xuống thì đó là tướng lộ tài. Bao nhiêu phúc khí tài khí đều theo đó mà trôi hết ra, khiến cho người này tài lộc ít ỏi, tiền bạc thốn thiếu. Thứ năm, thùy tai nhỏ. Một trong những cách để xem tướng mạo người giàu hay nghèo chính là nhìn vào phần thùy tai người. Thùy tai to thường trời sinh có phúc, cả đời hiếm khi gặp phải chịu muộn phiền, giữ được sự an yên trong tâm hồn. Chuyện kiếm tiền dễ như trở bàn tay, chẳng mấy khi phải lo lắng về tiền bạc. Ngược lại, người mà có thùy tai nhỏ sẽ thường hay lo lắng, muộn phiền, sợ hãi những điều sắp tới, nhút nhát và thiếu dũng khí. Chính vì vậy, người này chẳng dám làm điều gì, liều lĩnh kiếm được đồng tiền cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt. Cách đổi vận làm giàu cho người có tướng nghèo khổ: thứ nhất, đi đứng, nói năng ngủ nghỉ, ăn uống. Những người có tướng xấu trong các hành vi ăn uống, nói năng ngủ nghỉ thường tập trung ở các đặc điểm sau: ăn uống nhồm nhoàm, phát ra tiếng kêu chọt chọt, chẹp chẹp, không ngậm miệng nhai để khiến cho đồ ăn rơi vãi và văng ra ngoài. Khi ăn chỉ chăm chăm gắp món ngon, không biết nhường nhịn cho ai, vừa ăn vừa nói, trong khi ăn ngồi xổm, ngồi tùy tiện, cúi gầm mặt xuống, ăn nhanh, không nhìn ai hoặc ánh mắt láo liến, nhìn mọi người. Đây là tướng người mà cả đời nghèo khổ không phất lên được. Hoặc trong khi ăn, giả vờ cách làm điệu đà, quá mắc bỏ thừa đồ ăn. Đây là kiểu người thích làm cảnh, làm vẻ, tâm tư, nhỏ mọn suốt đời chỉ ganh tị với người khác. Đi đứng lao nhanh về phía trước, cúi gầm mặt xuống, dáng đi tất tả, đi siêu vẹo, dáng chấm phẩy, trọng lượng nghiêng về một bên, vừa đi vừa ngó quanh quần, hoặc đi đút tay vào túi quần, mắt láo mắt liên, là những người không ngay thẳng, vất vả, không đáng tin, hoặc dáng đi uốn éo điệu đà, vừa đi vừa chỉnh tóc. Tài là kiểu tướng người dâm đãng, thích làm dáng, thích gây sự chú ý với người khác. Những người này thường có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Đàn bà thì còn có thể bị bạo hành. Ngủ nghỉ, nếu như ngủ mở mắt, lộ răng hoặc nghiến răng kèn kẹt, là những người có vận khí không tốt. Người ngủ hay giật mình, ngủ không sâu giấc, hay thức giữa đêm, thường xuyên mất ngủ là những người hay lo toan cuộc sống, cuộc đời bôn ba, vất vả. Sửa được những nét tướng này thì bạn sẽ thay đổi được ít nhiều vận xấu. Thứ hai, thường xuyên khen ngợi người khác. Thực lòng, các nhà khoa học đã chứng minh những lời khen ngợi đều có tác dụng đến vạn vật, thậm chí là cây cối cũng thích được khen ngợi. Một thí nghiệm cho thấy các nhà khoa học đã trồng hai cây ở cùng một thời gian chăm sóc, tưới cây như nhau, môi trường sống của hai cây cũng giống như nhau, nhưng điểm khác biệt là một cây thì thường xuyên được khen ngợi, nói lời yêu thương, cây còn lại bị mắng nhiếc mỗi khi tưới. Kết quả là sau một tháng, cây được nói lời yêu thương phát triển tươi tốt, còn cây bị mắng nhất thì héo lá, còi cọc. Điều này chứng minh sự phát triển của tinh thần lên vật chất. Con người cũng giống như giọt nước, thích nghe những lời lẽ tốt đẹp về chính mình. Chỉ cần bạn đừng làm trái với cái tâm của mình thì điều gì cũng có thể. Sao phải ngần ngại cho nhau những lời khen ngợi và khích lệ tới đối phương?
Thứ ba, hãy nở nụ cười. Nụ cười biểu hiện đến 80% tính cách của một người. Người vui vẻ, tâm thái lạc quan, thực sự là nụ cười rạng rỡ vô lo. Người có phong tướng có nụ cười tự nhiên sảng khoái, miệng cười, mắt cười, khuôn mặt bừng sáng. Người hay nói cười luôn mang đến thiện cảm với người đối diện. Tuy nhiên, cười phải đúng lúc, đúng chỗ. Người chỉ biết cười hả hê trên nỗi đau của người khác thì đó là cốt cách của một người độc ác. Sớm muộn cũng bị quả báo cả đời, không có nổi một tri kỷ. Thứ tư, luôn biết nói lời cảm ơn người đã giúp đỡ mình. Câu chuyện một bé trai ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đạp xe giữa đêm tối đã được tài xế ô tô soi đèn dẫn đường suốt một đoạn đường dài cho tới khi em trở về nhà. Để cảm ơn, bé trai đã lễ phép cúi gập người, bày tỏ lòng biết ơn khiến chính bản thân tài xế ngỡ ngàng. Đây là một cảnh tượng đẹp về văn hóa ứng xử giữa người với người. Câu chuyện bé gái Hải An của Việt Nam hiến giác mạc của em sau khi qua đời vì bạo bệnh là một hành động cao cả, một tâm hồn đẹp, được giáo dục đúng chân lý. Sống là phải biết cho đi một cách vô tư. Hành động của Hải An ngay sau đó đã thức tỉnh biết bao người và ngay lập tức rất nhiều người đã đồng ý hiến tạng, hiến giác mạc cho y học sau khi họ qua đời. Sự tử tế bao giờ cũng là một bàn tay, đưa ra sẽ có bàn tay khác nắm lại. Việc tử tế ai cũng có thể làm nếu như khởi nguồn từ lòng nhân ái. Từ bi thương người khác như thương chính mình để làm cho được việc tử tế không khó. Thế nhưng, nó đòi hỏi chúng ta phải có lòng dũng cảm và kiên định với quyết định của chính mình. Điều quan trọng nhất, ta thực sự phải học được cách cho đi một cách vô tư như trái tim trong trẻo, thuần khiết. Thứ năm, tâm sinh tướng. Tại sao có những người khi nhìn vào khuôn mặt đã thấy không thể tin tưởng? Và cũng tại sao có những người vừa gặp mặt đã khiến cho người khác muốn kết thân? Đó chính là tâm sinh tướng mạo, phản ánh nội tâm của con người. Người luôn nghĩ điều ác, thật khó có thể có được một gương mặt thân thiện, thánh thiện. Khi phát ngôn thường tự cao, tự đại, hay cho mình là nhất, không giấu được sự lợi dụng người khác, kiểu người này không sớm thì muộn cũng bị bại lộ chân tướng. Cho dù ban đầu có cố gắng vờ vịt như thế nào đi chăng nữa. Người luôn nghĩ điều thiện thì khi nói năng, ấm tiết điều độ nhẹ nhàng, cẩn trọng, gương mặt nhẹ nhàng, thanh thản, vô âu lo. Muốn thay đổi được tướng mạo thì cần phải có một cái tâm thực sự hướng thiện, gạt bỏ mọi hằn thù, sâu hận và suy nghĩ về những điều tốt đẹp. Chỉ khi thực sự học được cách buông bỏ hận thù, bao dung với người khác thì tướng mạo mới có thể thay đổi. Quý vị thân mến, tâm lý học phương Tây chỉ ra rằng tâm thái bạn thế nào thì cuộc sống của bạn sẽ thành như thế đó. Vận mệnh của bạn sẽ đi theo chiều hướng ấy. Do vậy, muốn số phận an bình, thuận hòa như ý thì trước hết chúng ta cần phải thực sự khởi thiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.